xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay thì Minh sẽ quay video cho mọi người xem là Minh sẽ gặp một cái nhân vật YouTuber cũng khá là nổi tiếng đang lên. Rồi bây giờ hai chị em đang trên xe đi ra quán ăn chút xíu nữa, ổn định chỗ ngồi thì Minh sẽ quay một nhân vật chính cho mọi người xem đó là ai nha mọi người. Ok, chờ Minh một chút xíu nha. Selfie. Khi YouTuber đi ra ngoài bị khán giả bắt gặp. Ha ha, bây giờ bị chụp hình nè các bạn ơi. Cười lên chi. Này là khu bên trong Eden. Ở đây là họ bán vàng nè. Ở đây bán vàng. Thì đang đi gia đình anh chị có thể gọi cái kênh của mình để chụp hình với anh chị đó. À, ở trong đây bán vàng cẩm thạch quá trời luôn nè. Đây nè, đây có nhà hàng nữa nè, thấy không? Em cứ với ông một cặp người đó, người lớn đó. Bên đây. Ngồi đây. Đó. Một bánh mì. Đây con. Hello, Henry. Trời nó khoái bằng pizza, đi đâu rồi con? Rồi, bây giờ mình đi tới xuống. Đi mâm. Rồi. Thôi không có chơi pizza. Nó khoái vào pizza đó, đó. Nó vô vào pizza đó. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái nhà hàng bánh cuốn Thăng Long. Vô đây ngồi. Đi vô đây con. Qua đây ngồi Handy. Handy. Qua đây con. Qua đây ngồi. Rồi, ok. Xin chào các bạn. Hôm nay lạc qua kênh của Kim Minh các bạn ơi. Tại vì hôm nay mình đi qua Washington DC đó. Thì sẵn này vợ chồng mình gặp Kim Minh luôn. Tại xem Kim Minh rất là nhiều ở trên YouTube rồi, trên mạng rồi nhưng mà chưa gặp ngoài đời. Hôm nay là được gặp ngoài đời các bạn. Rất là dễ thương các bạn. Thank you. Rồi, ok. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ok. Ngày hôm nay mình với My đi vô cái nhà hàng bánh cuốn Thăng Long các bạn. Và đây là cái giá của cái tiệm nè. Trong đây nó có những cái món gì. I don't know what's going on. I don't understand this. Rồi. How they really like us. So that's why they want to take picture with us. So just say something nice and chào. Shake their hands like. Hi, xin chào cả nhà. Bây giờ thì mấy chị em mình đã vô được tới tiệm rồi mọi người. Thì đã kêu vài món ăn rồi. Mình sẽ quay sơ cho mọi người xem nha. Đây là chị Tâm Mỹ ở đây nè. Đó, rất là quen thuộc. Và đây là Mi ở đây nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay đồ ăn cho các bạn xem nha. Hai mọi người, bây giờ nguyên cái đại hội của mình đó đang chuẩn bị đi qua bên chơi điện tử hả? Đi chơi điện tử mọi người ơi. Ở chỗ đó có chơi điện tử hả? À biết. Nãy nghe nói mình đâu có điện tử. Đó là shopping. Shopping hả? Shopping vậy là không có đi chơi điện tử hả? Ok, đổi ý rồi. Đi đâu? Chưa. Nó đang quay đó. Nhưng mà đó nó chỗ đó ồn lắm. Nó không có shopping hả? Chỗ nào? Nó có next to the Springfield Mall. Ở đây học shopping bên cạnh đó.
They have Macy's there too. Wait, giờ đổi ý đi qua Macy's. Is there Macy's in Springfield Mall? Macy's. Yeah, there is. Sale up. Yeah. Okay. Mình đã lên tiền luôn mà khi mà chị quay lại cái quán thì đó. Đây khu vui chơi nè mọi người. Chơi à, vì á, đi một vòng rồi qua bên kia mua được một đôi giày cho mình, xong rồi cái máy hết pin cho nên cái vòng về cái vị trí này để ngồi chờ chị Mai Vũ với Tâm Mỹ với My Uta đi shopping xong rồi sẽ quay lại đây tìm mình, tại vì chỗ này có hai anh trợ lý ngồi ngay đây cho nên mình ngồi ngay đây để mình chờ mấy chị. Và trong thời gian đó thì hai mẹ con ngồi ở đây xem đá banh các bạn à, mùa bên đây là mùa football và họ xem chơi football giống như đá banh vậy đó mọi người, nhưng mà có người ta nói nếu như mà mọi người xem football mọi người sẽ ghiền hơn là xem đá banh, rồi là ngày mùa này là mùa football đó mọi người. Bây giờ mấy chị em là đã đi tung hoành ngang dọc trong cái small này, nó banh chành đó rồi. Bây giờ chị em bắt đầu đi về và giữ sức để cho ngày mai My đi ông xã của My còn làm việc nữa. Tối quá. Đi nhanh lên qua đây. Đó. Đó, mọi người thấy không? Ngày hôm nay đó. Sáng rồi nè. Rồi, đâu Mai Vũ đâu? Hello. Rồi bây giờ mấy chị em bây giờ chuẩn bị đi về. Hả? Cái lá đỏ nè mọi người. Lá đỏ. Đó bây giờ á mấy chị em đi vô kêu hai vệ sĩ đi về chở về các bạn ơi. Trời cũng khá là lạnh lắm mọi người ơi. Lạnh dữ trời lắm luôn á. Ok, rồi xin chào tạm biệt cái rồi em ở video nè. Đâu mai đâu. Nè. Rồi. Hello. Rồi thân chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Bye. Nghiệp quá. Bây giờ chị em đi ăn nạp năng lượng các bạn ơi. Nãy giờ đuối quá đúng không? Đuối quá trời đuối luôn. Mặc nhiều từ ốc cuốn nha các bạn ơi. Đó nè. Hey đi. Ok. Nóng chịu. Gà hấp muối. Còn món nữa. Cái gà nhìn ngon quá ha.